nhân chuyến thăm chính thức của Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tới thành phố Thượng Hải, hướng tới kỷ niệm 30 năm quan hệ kết nghĩa giữa thành phố Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh. Hãng hàng không Vietjet đã mở đường bay thẳng kết nối hai trung tâm kinh tế văn hóa hàng đầu của hai nước Việt Nam Trung Quốc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Thượng Hải Trần Cát Ninh và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên đã cùng chúc mừng đường bay mới của Vietjet. Đường bay Thượng Hải Thành phố Hồ Chí Minh của Vietjet sẽ bắt đầu khai thác ngay từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần, với chỉ hơn 4 giờ bay cho mỗi chặng. Các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách, doanh nhân Thượng Hải và Thành phố Hồ Chí Minh với thời gian thuận tiện, giá vé tốt. Đường bay Thượng Hải Thành phố Hồ Chí Minh khai trương hướng tới dịp hai nước Việt Nam Trung Quốc kỷ niệm 74 năm quan hệ ngoại giao năm 1950-2024 và 30 năm quan hệ kết nghĩa giữa hai thành phố năm 1994-2024. Được chờ đợi sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong phát triển hơn nữa quan hệ thương mại, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân giữa hai thành phố, hai đất nước, hai dân tộc. Vietjet khai thác các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc từ năm 2014 với các đường bay đầu tiên đưa người dân và du khách Trung Quốc đến với các điểm đến du lịch hàng đầu tại Việt Nam như Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Quốc. Chào mừng sự kiện ý nghĩa này, Vietjet mở chiến dịch khuyến mại lớn với giá vé siêu ưu đãi dành cho khách hàng tới hai thành phố. Đường bay mới sẽ không chỉ kết nối Thượng Hải với Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn tiếp tục mở rộng với mạng bay của Vietjet phủ khắp Việt Nam, Australia, Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Kazakhstan và xa hơn nữa.